Rồi nhắc lại lần nữa nè, quay video luôn. Thôi không có nói nữa. Rồi như vậy trong ký bài, bàn thứ hai bên đó không có nói nữa. Cái bài assignment phần yêu cầu, các bạn lấy cái file assignment new này giúp thầy nha. Cái phần assignment nè, assignment new nè, thầy có gửi trên Zalo đó. Như vậy yêu cầu nó khác tí xíu với lại cái file mà các bạn tải trên LMS. Như vậy phần này nó có 3 phần nội dung và các phần yêu cầu ở dưới này. Như vậy thì các cái phần yêu cầu này nó đã có thang điểm, thầy đã chuyển cho các bạn ở đây. Như vậy các bạn cứ bám theo các yêu cầu mà làm. Mình cần điểm cao, điểm thấp gì đó thì có tỷ lệ phần trăm ở đây. Có hết. Đó, cho nên là bây giờ hỏi thầy là video được hay chưa thầy cũng không biết, khi nào chấm mới biết. Cái quan trọng là cái phần intro của các bạn á có thông tin trường lớp, thông tin của các bạn, thông tin của giảng viên và khuyến khích làm giống như là một trailer. Như vậy thì chỗ này tùy, nếu các bạn dùng cái intro mẫu mà các bạn tải trên mạng cũng được. Nhưng mà intro tải trên mạng thì các bạn nhớ ghép thông tin vô. Còn không thì trên một số cái trang mà cho mình làm intro thì nó cho mình ghép title luôn. Ghép subtitle, ghép rất là nhiều thứ. Thì mình có luôn cái thông tin này luôn. Và trong cái bài bảo vệ assignment cũng có intro. Cho nên là các bạn chú ý là cái intro này các bạn chuẩn bị trước luôn. Ha, chuẩn bị trước. Ủa lại nói nữa ta. Các bạn chuẩn bị trước giúp thầy. Hai cái đứa này. Như vậy các bạn sẽ chuẩn bị trước trong cái buổi bảo vệ đó, thì cái đoạn mà đề bảo vệ thì nó cũng có intro luôn. Và thầy có yêu cầu thêm là đưa cái nội dung của buổi bảo vệ vào. Đưa nội dung buổi bảo vệ vào. Nếu như mà hôm đó mà mạng đủ mạnh thì các bạn sẽ mở cái intro bạn lên. Nếu như mà bạn làm miễn phí á thì nó vô trang web, bạn mở intro lên và bạn sửa, bạn thêm cái chủ đề của cái bài bảo vệ và các bạn tải xuống để làm intro cho cái buổi bảo vệ. Còn nếu mà mạng yếu quá thì chúng ta lấy cái intro mẫu của chính mình á. Mình vẫn để là họ tên là gì, mã số sinh viên là gì, bảo vệ assignment. Tức là mình làm trước ở nhà các bạn. Mình chuẩn bị sẵn. Chứ còn đến lúc đó lên đây mà không có mạng nó, thầy ơi, em không có vào mạng được, em không làm intro được. Không có câu đó luôn. Tại vì các bạn cho bạn hai trường hợp. Nếu mà lên đây mạng đủ mạnh thì chúng ta làm tại đây, chúng ta lấy cái thông tin của cái buổi bảo vệ chúng ta đưa vào. Còn nếu mà mạng yếu quá thì chúng ta dùng cái đã có để xài. Rồi, như vậy về phần intro. Outro thì các bạn có thể là lấy cái outro nào cũng được. Lồng tiếng thuyết minh, nhạc nền. Đó thì tất cả những cái này nó giống với lại cái yêu cầu cũ. Nó chỉ khác cái yêu cầu cũ là một là intro, hai là cái phần nội dung, nó có 3 phần. Đó là phần assignment 2. Còn đối với lại cái bài bảo vệ của mình thì nó có cái dạng đề test giống như thế này. Và nói trước với chúng ta là cái buổi này là cái buổi bảo vệ nha. Không phải là buổi thi. Và chúng ta học ở Epoly 7 kỳ vài chục môn học, không có một buổi thi nào cả. Không có thi. Mà điểm của các bạn là điểm quá trình. 8 bài lab, 8 bài quiz, 2 bài assignment. Một số môn thì nó có thêm điểm của final nữa. Còn môn này thì nó cũng có bài final. Nhưng mà cái bài final đó được tính bằng cách là giai đoạn 1 30%. Giai đoạn 2 70%. Và lúc các bạn nộp bài lên cái final là các bạn lấy cái hình bữa hôm trước mà mình nộp giai đoạn 1.
mình bỏ vô cái framework của mình. Như vậy cái framework của mình nó vừa có đường dẫn của YouTube, Facebook, TikTok gì đó của các bạn, cộng với cái file ảnh nữa là thành final. Và điểm thì sẽ được tính 30% giai đoạn 1 cộng 70% giai đoạn 2. Đó là điểm của final. Và bảo vệ chúng ta làm cái gì? Đó là chúng ta làm một cái bài. Ở đây thầy yêu cầu là quay và dựng. Quay và dựng giống như các bạn làm bài sơ mình giai đoạn 2 thôi. Và làm tại lớp trong vòng 60 phút. Làm tại lớp. Cho nên các bạn đang làm phần mềm gì thì thử cho nó chạy giùm cho thầy một cái. Có nhiều bạn đang làm, thầy ơi máy em hết bản quyền, rất là khó. Đó. Nếu như các bạn ở ba đợt thi, ba đợt bảo vệ, ví dụ như những bạn ở đợt một mà gặp sự cố thôi nha, chứ không phải là thôi để em chuyển qua đợt hai, không có. Như vậy các bạn ở đợt 1 thì đi bảo vệ đợt 1, nhưng mà nếu có sự cố thì chuyển đợt 2. Mà đợt 2 có sự cố chuyển đợt 3. Mà đợt 3 có sự cố thì tạm biệt luôn. Em vô trễ em, hồi nãy thầy công bố thầy nói chuyện đó rồi. Rồi, như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái bài là xây dựng trắc nghiệm với Google Form là đề mẫu ha. Như vậy đến lúc mà chúng ta vô trực tiếp trong phòng thi thì nó sẽ có một cái đề, và những cái này nè nó sẽ nằm trong các bài lab của các bạn thôi, không có gì mới hết, mình chỉ làm lại nội dung của lab thôi, nhưng mà làm ngay lúc đó. Như vậy lúc này các bạn sẽ quay phim, quay full màn hình giúp thầy, quay luôn cả cái ngày cái giờ dưới này. Bạn nào mà cho ẩn cái thanh trạng thái thì mở nó lên, và bắt buộc phải có ngày giờ, tại vì khi các bạn biết luôn cái đề của thầy luôn thì cũng không thể quay trước được, biết thầy cho bắt đầu mấy giờ mà quay. Ví dụ giờ của mình là 15 giờ 15 mà chắc gì 15 giờ 15 bắt đầu, nhiều khi chậm hơn, nhiều khi đúng 15 giờ 15 thì cho quay, thì bạn đâu có canh được. Như vậy bắt buộc các bạn phải canh đúng giờ, canh có thời gian trong này. Đó là cái yêu cầu của thầy như vậy. Độ dài 5 phút. Được không? Quá dễ đúng không? Như vậy cái 5 phút này nè thì các bạn sẽ quay trong vòng bao lâu? Ví dụ như hướng dẫn Google Form ấy, các bạn sẽ mở lên. Muốn tạo được Google Form thì chúng ta phải vào trang web này, vào chỗ này, mở lên, tạo câu hỏi ở dạng ngắn, tạo câu hỏi ở dạng combo box, tạo câu hỏi ở dạng upload file, vân vân. Thì chúng ta sẽ làm cái phần hướng dẫn đó trong vòng khoảng cỡ từng 10 phút đến 15 phút thôi. Các bạn quay quay màn hình khoảng 10 đến 15 phút thôi. Rồi sau đó còn 50 phút, 45 đến 50 phút chúng ta sẽ dựng. Chúng ta sẽ edit cái video đó. Và edit cái video đó thì nó lại theo cái yêu cầu này. Đó. Và yêu cầu này thì nó giống như là cái gì các bạn? Nói chung là mình làm lại việc của mình đã từng làm thôi. Không có gì mới hết. Và đã công khai hết ngay từ đầu rồi. Đó, công khai hết ngay từ đầu. Như vậy các bạn về nhà cứ làm trước theo cái tiêu đề, cái tiêu chí này là được. Rồi, nếu mạng mạnh chúng ta xuất MP4. Như vậy khi các bạn làm nếu mà còn khoảng 10 phút á thì các bạn đã xuất MP4. Mà xuất là xuất riêng, upload riêng nha. Có nhiều bạn xuất và upload YouTube luôn. Không nổi đâu. Máy mình chịu cũng không nổi, mà mạng chịu cũng không nổi. Cho nên xuất MP4 là xuất MP4. Xuất xong rồi muốn upload thì upload. Như vậy thì những bạn mà làm luôn được câu 11, 12 mà nếu mạng cho phép thì đây là lấy 9, 10 đi. Rồi. Và cái điểm lấy 9, 10 này nè, không phải là lấy điểm ngay lúc này. Bởi vì cái bài này mình không phải thi. Không hề thi. Cho nên
trong cái quá trình học của các bạn, giả sử các bạn được 8 phẩy, thì ở đây các bạn làm được 80%. Và thầy công bố là bạn đã bảo vệ thành công, ký tên về. Tức là đến ngày cuối cùng là mình biết trước điểm của mình hết rồi. Biết hết luôn rồi. Điểm lab, điểm quiz, điểm assignment gì, cái buổi cuối cùng, buổi 17 đó. Thầy chấm bài assignment các bạn giai đoạn 2 là coi như xong hết rồi đó. Có thể hôm đó thầy chưa công bố kịp thì tối về hoặc là ngày hôm sau là thầy công bố điểm, là mình kiểm tra lại feedback, cái gì đó muốn trao đổi gì đó là trao đổi. Trước ngày đi thi là coi như điểm biết hết rồi. Như vậy 8, 9, 10 gì đó thì những bạn mà giả sử như là 9 phẩy thì sẽ cố gắng làm nhanh, bởi vì kỹ năng của bạn khá là tốt, bạn mới có điểm 9 phẩy. Thì lúc này bạn upload, bạn xuất được MP4, bạn upload được YouTube. Đó là dành cho những bạn mà điểm cao, cần phải làm. Còn giả sử bạn làm 8 điểm, nhưng mà lúc bảo vệ chúng ta làm không biết bị gì. Một là có sự cố vì cái gì đó. Hai là sao? Là những cái bài mà chúng ta làm trước đây thầy chấm cho chúng ta 8 phẩy đó không phải thực sự do chúng ta làm. Cho nên đến giờ này mà thầy yêu cầu các bạn làm ngay tại lớp, các bạn làm không được, thì lúc này thầy và các bạn sẽ ngồi lại, sẽ tìm ra một con số phù hợp cho cái buổi bảo vệ. Như vậy điểm của các bạn là không có bảo vệ thành công nữa, mà từ 8 nó có thể đau xuống. Còn đau xuống bao nhiêu là tùy, tùy mức độ. Rồi ok, vẫn có một con điểm cho cái buổi bảo vệ và chúng ta ra về. Còn những bạn mà trung bình khoảng cỡ 5, 6 phẩy đi, thì các bạn chỉ cần làm 60% là thầy ơi em chấm bài, không cần làm hết. Được chưa? Ví dụ như điểm của các bạn thầy công bố là 6 phẩy, mà đến ngày bảo vệ các bạn làm ứng chừng khoảng được 60%, mà mới 45 phút à, thầy ơi em chấm bài. Ok, thầy thấy tương đối là được cỡ 6 điểm thì ok rồi. Thầy vẫn công bố là bảo vệ thành công 6 điểm. Còn nếu trong trường hợp các bạn được 6 điểm mà cái buổi bảo vệ này các bạn được bà độ sao á, làm rất là xuất chúng, vẫn nhận được một câu bạn đã bảo vệ thành công 6 điểm. Không có trời. Điểm của chúng ta là điểm cả một quá trình học, không phải điểm một buổi đó. Học là học nguyên một học kỳ, nguyên cả mười mấy buổi chứ không phải là một buổi ha. Cho nên khi mà chúng ta bảo vệ đó, nếu trong trường hợp mà các bạn làm rất là xuất sắc thì giảng viên có thể cộng cho các bạn điểm thôi, chứ không phải là từ 6 lên 8, từ 9 lên 9 lên 10, không có chuyện đó. Chỉ có là giáo viên thấy là ok cộng điểm cho các bạn thì có thể. Còn nếu mà giáo viên nào đó mà không cộng thì cũng không sao, bởi vì đó là chuyện bình thường. Thì cái cách của FPT là nó như vậy. Tức là chúng ta lấy điểm là lấy cả một quá trình chứ không phải là lấy một lần. Đó, cho nên là rút kinh nghiệm những môn học sau cũng vậy. Mình muốn lấy điểm cao thì lấy điểm từng bài quiz cao, từng bài lab cao, hai bài assignment là ok. Còn đến lúc bảo vệ là gần như đi chơi. Thực sự cái buổi bảo vệ của bạn rất nhẹ nhàng, gần như là chúng ta đang đi chơi, không có gì mà phải suy nghĩ cả. Bởi vì mình làm được các bài lab mình tự làm, assignment mình tự làm, thì đến ngày bảo vệ mình cứ mang máy lên, mình làm cái đề biết trước luôn rồi. Form nó vậy đó. Chẳng qua là đổi chỗ này thôi nè, đổi mỗi chỗ này thôi nè. Còn tất cả mọi thứ là giống y chang, không có gì khác hết. Biết hả? Tốt nghiệp mà thì ở đây cái đề yêu cầu là bài trắc nghiệm thì các bạn làm bài trắc nghiệm, còn bài khảo sát thì các bạn làm bài khảo sát tùy theo cái đề đó. Được chưa? Như vậy thì bài giai đoạn 2
và bài bảo vệ assignment. Chúng ta nắm được tinh thần để chúng ta làm cho nó dễ. Và cái buổi bảo vệ này cực kỳ đơn giản, không có gì áp lực hết, biết trước hết luôn mọi thứ rồi, không có dấu đề, không có ra đề, mở đề đóng gì hết. Đúng rồi, thay vì Google Form thì bằng một cái gì đó khác hả, quên cách làm thì search Google. Ủa thì đang mở mạng mà làm gì không cho, không cho em cũng search vậy, chẳng thà cho nó có tiếng. Đúng không? Bây giờ nếu mà không cho thầy phải đi xuống dưới thì canh. Còn nếu mà thầy nói thầy cho lại ngồi trên này không sướng hơn à? Thầy chọn cái sướng mắc gì thầy chọn cái khổ. Rồi ok, được chưa? Như vậy các công cụ mà các bạn làm thành ra là không có gì khó hết, rất là nhẹ nhàng.